Nay giới thiệu các bạn một cái combo rề bào đến từ Kyver. Model là TFM55X và cái rề là C15V. Cái bộ này cực kỳ gấu và công suất rất là lớn. Cái bao lên đến 1000W cho loa 4 ohm một cặp và 760W cho loa 8 ohm một cặp. Rất là khủng. Ít có cái bao nào mà đánh cho loa 4 ohm mà được cho loa 8 ohm mà nó ra được cái công suất là gần 760W cho một cặp như thế. Thường thì loa 8 ohm đánh khoảng 400-500 là cùng rồi. Còn cái này lên đến 760W cho loa 8 ohm và lên đến là 1000W cho loa 4 ohm, quá khủng luôn. Thì cái bao nó sẽ là có hai cái đèn VU mắc cú rất là đẹp. Thiết kế có hai quai sắt rất là sang trọng. Bao là made in USA, bre là made in Japan nha. Cái rề này thì nó cái size của nó cũng to bằng cái bao luôn. Nhìn cái rề này thì mình thấy nó ngầu hơn so với cái rề mà C5 luôn á, ngầu hơn. C15V thì là một cái rề đa kênh. Nên nó sẽ có chế độ stereo và chế độ các cái chế độ giả lập 5.1 như DSP1 này nữa. Đó. Nhưng mà chúng ta nghe nhạc thì chúng ta để stereo nha. Và cổng thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái cổng là CD. Hoặc là chúng ta cắm tuner thì chọn tuner. Có cả phono nữa. Máy móc là rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Ra lát mình sẽ tháo bên ruột gan cho các bạn xem. Đây là phần trên của cái rề. Đó, có hai quai sắt rất là sang. Cái rề và cái bao này đều là điện 120V. Made in America này. Đó, cái bao là made in America. Cái bao này thì nó có ghi đây là có cái chế độ dual mono luôn. Nếu mà chúng ta chơi dual mono á, thì nó là một cái bao chơi cho một loại thì nó sẽ ra 1000W cho một loại, cực kỳ khủng, rất là khủng nha. Điện 120V. Đây là cái rề. Đó, cái rề thì bên ngoài thì mấy cái dòng chữ này nó hơi bị cũ hơn so với cái bao một xíu. Cái rề thì như mình nói là một cái rề nó có chế độ giả lập 5 kênh, nên các bạn cho cái đường ra của nó sẽ đường ra front nha. Đường ra front đây, các bạn cho đường ra front như thế này đó. Còn đường vào thì chúng ta có thể chọn CD hoặc là tuner, hoặc là được có đường cả đường phono nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tháo bên trong cho các bạn xem, sau đó mình test nhạc. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình với giá là 20 triệu đồng. Các chức năng bass, treble, ba lăng đầy đủ. Nó còn cái chức năng vocal này nữa, giống như là chỉnh mic á. Đèn VO, vải kim rất là đẹp, rất là đẹp, sáng. Bây giờ mình tháo bên trong ra cho các bạn xem nha. Bây giờ chúng ta đang được xem bên trong của cái nội thất, cái bre cover C15V và cái bao là TM55X. Thì cả bộ này nó phải nói là nguyên bản toàn bộ nha. Nguyên bản toàn bộ. Thiết kế bên trong của nó thì tất nhiên cái rề nó sẽ không thể nào gấu bằng cái bao. Thì đầu tiên mình sẽ quay cái bao. Cái bao nó chạy là mỗi bên là 10 con sò lớn Motorola. Sò Motorola thì chúng ta biết là sò nó rất là khủng đây. Thì mỗi bên 10 con, hai bên là sẽ là 20 con. Mạch của nó thì còn nói chung là tương đối chứ không phải là đẹp xuất sắc. Bụi bặm lâu ngày nó đóng thì mình có lấy máy mình thổi cho nó bớt thôi. Có những vết ố nhỏ. Và cái thân phô của nó, cái kiểu của nó là nó lâu ngày nó có cái màu hơi xám xám nè, chứ không phải là bị rỉ sét gì đâu. Những cái này là không phải rỉ sét gì đâu nha. Hai tủ lớn, hai tủ xanh và bốn cái tủ nhỏ. Cái dòng cover này thì chúng ta nếu như đã xem mình bán nhiều rồi thì sẽ biết là cái đời này nó là lớn nhất của cái dòng TFM. Dòng 35X thì nó sò nhỏ thôi, hoặc là cái dòng mà 55 trơn thì nó vẫn nhỏ hơn dòng này. Đó. Ok các bạn, bây giờ mình quay kỹ qua cái bre nha. Hai bên đều là bao rin tuyệt đối các bạn. Điện rin là 120V nha. Cái rề là made in Japan, còn cái bao là made in America, là made in Mỹ á. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại, mình test cho các bạn nghe. Cái giá bộ này thì quá rẻ luôn.
20 triệu nha, 20 triệu.
xanh rồi sống non.